Kính thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về sinh vật biến đổi gen GMO và những vấn đề có liên quan. Sinh vật biến đổi gen có thể định nghĩa là sinh vật, tức là thực vật hoặc động vật hoặc vi sinh vật, trong đó vật liệu di truyền DNA đã bị thay đổi theo cách không xảy ra tự nhiên bằng cách giao phối hoặc tái tổ hợp tự nhiên. Công nghệ này thường được gọi là công nghệ sinh học hiện đại hoặc công nghệ gen, đôi khi cũng là công nghệ DNA tái tổ hợp hoặc kỹ thuật di truyền. Chúng cho phép các gen riêng lẻ được chọn lọc chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác giữa các loài không liên quan. Những thực phẩm được sản xuất từ việc sử dụng sinh vật biến đổi gen thường được gọi là thực phẩm biến đổi gen. Chúng ta có thể thấy có rất nhiều dạng về thực phẩm biến đổi gen, như là thực phẩm tươi sống hoặc là thực phẩm đã qua chế biến và đóng gói. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những lợi ích của GMO mang lại. Những sinh vật biến đổi gen được tạo ra nhờ công nghệ sinh học để cho ra những phẩm chất mong muốn, như tăng khả năng chống co dại, chống sâu bệnh, từ đó sẽ sử dụng ít thuốc trừ sâu hơn, giá cả và chi phí cũng trở nên rẻ hơn. Đặc biệt, thực phẩm biến đổi gen sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn so với thực phẩm truyền thống. Do nhà nghiên cứu chỉ làm biến đổi gen mang tính có lợi, nghĩa là chỉ biến đổi gen không liên quan đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, hoặc nếu có thì chỉ làm tác động theo hướng tăng cường mà không thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Bên cạnh đó thì cũng có một vài tác hại của các thực phẩm biến đổi gen, như là nguy cơ ung thư, nguy cơ dị ứng, tăng khả năng kháng kháng sinh. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ăn thực phẩm biến đổi gen có thể kích thích sự phát triển của căn bệnh ung thư. Họ tranh luận bệnh ung thư là do đột biến DNA nên việc đưa gen mới vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ cho rằng không có bằng chứng về điều này. Tuy nhiên, họ lưu ý không có bằng chứng về tác hại thì không có nghĩa là chúng an toàn. Chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để đưa đến kết luận. Bởi vì thực phẩm biến đổi gen có chứa DNA khác, DNA mới có thể gây dị ứng cho những người bình thường không bị dị ứng với thực phẩm truyền thống. Một ví dụ là cây đậu tương mang gen mới được tái tạo từ DNA của một loại hạt Brazil không an toàn với những người bị dị ứng và đã không thể được công bố rộng rãi. Khi các nhà khoa học thêm DNA mới vào tế bào thực vật, họ thường sẽ thêm một gen bổ sung khiến các tế bào biến đổi có thể kháng lại thuốc kháng sinh. Sau đó, họ có thể sử dụng thuốc kháng sinh để loại bỏ bất kỳ tế bào thực vật nào không tiếp nhận thành công DNA mới đó. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao phải cần thiết dán nhãn cho những thực phẩm đột biến gen? Tại Hoa Kỳ, không có bất cứ quy định nào bắt buộc phải dán nhãn thực phẩm đột biến gen. Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ đã thiết lập ra các hệ thống quy chuẩn để đánh giá và quản lý an toàn thực phẩm biến đổi gen. Mọi thực phẩm này đều phải được chứng nhận không có nguy cơ về sức khỏe với con người dựa trên tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế thiết lập bởi WHO, thì chúng mới được đưa ra thương mại hóa. Ở Liên minh châu Âu, các thực phẩm và thức ăn cho gia súc biến đổi gen cần phải được dán nhãn phân biệt. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc cho những thực phẩm từ những động vật dùng thức ăn biến đổi gen. Ở Việt Nam, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 đã có những quy định về việc bắt buộc dán nhãn ghi rõ biến đổi gen bằng tiếng Việt trên bao bì các loại thực phẩm biến đổi gen. Theo đó, các loại thực phẩm có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gen trên 5% tổng nguyên liệu đều phải ghi nhãn. Đây là một trong những động thái cho thấy sự cảnh giác đối với nguy cơ của các loại thực phẩm biến đổi gen với người tiêu dùng Việt. Nhưng mà hạn chế là quy định trên chỉ áp dụng được với các thực phẩm đóng gói sẵn. Còn đối với các thực phẩm tươi, khô, đông lạnh, các loại thức ăn chăn nuôi thì người tiêu dùng vẫn phải dè chừng về nguồn gốc. Trước những cảnh báo của các nhà khoa học về các loại thực phẩm biến đổi gen, người tiêu dùng Việt Nam vẫn sẽ hoang mang trước hàng loạt sản phẩm thực phẩm biến đổi gen được bày bán ra thị trường. Từ đó thì chúng ta cũng phải học cách trở thành một người tiêu dùng thông minh. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.